Renata này của là hãng của Thụy Sĩ. Hạn sử dụng rất dài. Thời điểm quay là đang là năm 2020. Bây giờ đang là tháng 5. Hạn sử dụng đến 2026. Đấy, thì pin hãng Renata này thì có pin sản xuất tại Trung Quốc này, Made in PRC này, hoặc là sản xuất tại Thụy Sĩ thì ghi là Made in Switzerland.